tin về nền giáo dục tại đất nước Mỹ như thế nào, cũng như là lý do tại sao mà Mỹ lại là sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều bạn trẻ hiện nay khi quyết định đi du học. Thì vấn đề là mặt trong sự thay đổi về tình hình cũng như là kinh tế và chính trị trên toàn cầu, thì nước Mỹ vẫn duy trì được đẳng cấp của mình bởi nó đã dành tặng cho một món quà đặc biệt gì đó rất riêng cho tất cả mọi người đặt chân đến đây. Đầu tiên đó là việc mà bạn sẽ được nói như là người Mỹ. Bất kỳ người dân Mỹ nào cũng có thể nói với bạn rằng đất nước của họ là một lò luyện kim nung chảy và hòa quyện tất cả các nền văn hóa với nhau. Ở Mỹ thì nếu chi theo ngôn ngữ thì chỉ tính riêng các ngôn ngữ thuộc châu Á đã có tới 15 nhóm lớn, và không bàn tới nhiều hay là ít, tốt hơn hay xấu hơn. Nhưng để đưa được tất cả các nền văn hóa về làm hàng xóm của nhau thì người Mỹ có lẽ đã phải rút ra được nhiều bài học hơn chúng ta để mà tất cả các hàng xóm này đều có tiếng nói chung. Người ta tìm thấy ở Mỹ vòng tay chào đón mọi nền văn hóa và ít sự lãng tránh những gì là mới lạ và khác biệt. Đó là bởi người Mỹ hiểu rằng họ có đủ mọi điều kiện để giúp cho bất kỳ cá nhân nào có thể hòa nhập, tôi luyện và thành tài. Từ thành phố lớn đến thị trấn nhỏ, từ vùng đất tuyết trắng Alaska đến điều kiện khí hậu ấm mát quanh năm California là những điều kiện sống phong phú nuôi dưỡng những cá nhân dịu nghi. Một New York bận rộn của những con phố 8-10 làn đường, những tòa nhà đứng và những chiếc taxi màu vàng chạy nhiều đủ đủ. Một Missouri thông thả của những cánh đồng mênh mông bất tận nằm dài những mảnh đất mây hờ vẫn trôi trên nền trời xanh thẳm. Để gặp gỡ hỏi thăm người hàng xóm của mình, bạn có thể lái xe ô tô 15 phút qua vài con đồi. Hoặc là một California nhiệt đới và tươi tắn trong ánh nắng dịu dàng. Các bãi biển của California nổi tiếng về cảnh đẹp và sự duyên dáng luôn quyến rũ du khách từ khắp nơi trên thế giới. Vậy thì để trả một tay tới thương hiệu của nước Mỹ, câu trả lời là từ khoảng thế kỷ 15, các dòng người từ khắp các châu lục đổ về đây để đeo đuổi giấc mơ của Mỹ. Và cho đến nay thì khi chính sách về di dân đã ổn định dần, cư dân thế giới đã tìm giấc mơ nước Mỹ cho bản thân khác với thế hệ trước đó. Đưa hết cả gia đình, vợ chồng và con sang Mỹ sống không còn là một cái mốt nữa mà họ bắt đầu sang Mỹ để học. Và vậy thì Mỹ còn có điều gì mà khiến cho các bạn yêu thích tới như vậy? Đó là con số các trường đại học và cao đẳng đang tính nể với hơn 4.000 trường. Một bạn học sinh thì có thể
thuật, kỹ sư và toán, tối đa là 29 tháng thay vì chỉ 12 tháng của nhiều vị tổng thống tiền nhiệm. Và chính sách thứ hai của ông đó là mở rộng các loại ngành học được phép sử dụng thời gian cho OTP, như trên đó là các ngành như là công nghệ đất vi sinh, công nghệ và ứng dụng đồ họa, khoa học thực phẩm sữa, khoa học thần kinh, vân vân. Nhiều ý kiến bảo thủ đã cho rằng Obama làm như vậy là tạo sự cạnh tranh không công bằng và đẩy những sinh viên Mỹ mới tốt nghiệp vào tình trạng thất nghiệp. Nhưng trên thực tế thì kết quả đã ngược lại, nó giúp cho các thanh niên Mỹ phải tự trau dồi để cạnh tranh và phát triển. Chính vì có tài nguyên, con người, hệ thống luật pháp chặt chẽ và những cá nhân xuất sắc, nước Mỹ sẽ tiếp tục là một điểm đến vô cùng hấp dẫn đối với tất cả những ai đang ấp ủ ước mơ vươn tới thành công, tiền bạc và sự nổi tiếng, hay đơn giản chỉ là nâng cao bản thân của mình bằng tri thức. Có rất nhiều bộ phim làm về những triệu phú đô la đi lên từ hai bàn tay trắng đã được thực hiện. Những câu chuyện với tính giáo dục sâu sắc và những bài học cuộc đời xúc động. Không hề ngẫu nhiên mà những con người đó chúng ta xem trên màn ảnh đều là người Mỹ, và cũng không hề ngẫu nhiên mà họ cũng biến số 0 của bản thân thành số 1 và 6 số 0 theo sau ngay tại nước Mỹ. Vậy thì chúng ta còn chần chờ gì nữa? Chúng ta cần hãy suy nghĩ xem mình đã có giấc mơ Mỹ hay chưa, và đã sẵn sàng cho những thử thách và khám phá bản thân mình hay chưa? Các bạn hãy tự tin lên và chúc cho các bạn thành công. Và Tân Đại Dương cũng sẽ luôn dõi theo những bước chân của các bạn và mọi thông tin chi tiết về nền giáo dục tại Mỹ như thế nào, quá trình làm hồ sơ du học Mỹ ra sao, hoặc là thủ tục làm hồ sơ như thế nào, cách trả lời phỏng vấn du học Mỹ, thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam qua số điện thoại là 0888 hoặc là 0888 88 89, hoặc các bạn có thể lên trực tiếp tư vấn tại Tân Đại Dương qua địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Đại Dương nhất, hoặc là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7 quận 5, hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là ddd.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thưa chị, theo như Cẩm Trí biết thì hình như là visa du học ở Hoa Kỳ cũng có nhiều loại khác nhau thì phải. Thế thì chị có thể làm rõ hơn về các loại visa này nó như thế nào? Cẩm Trí hỏi rất là chính xác. Visa du học Mỹ thì thông dụng nhất có hai loại là visa F và visa G. Visa F thì là có F1, là những cho du học sinh đi học dài hạn. F2 là những người phụ thuộc như là cha, mẹ, vợ chồng, con cái muốn đi theo cái du học sinh này khi đi du học. F3 dành cho những nước láng giềng như là Mexico. Còn về G thì phổ biến ở Việt Nam mình là G1. Đấy là chương trình giao lưu văn hóa hoặc là work and travel trong vòng 4 tháng dành cho du học sinh Việt Nam. Thế nhưng mà các học sinh Việt Nam hãy nên nhớ, không thể chuyển đổi từ visa G1 sang F1 hoặc là ngược lại để không có tránh nhầm lẫn trong cái quá trình xin visa. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.